Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác đã tham dự lễ khánh thành di tích chùa Tam Bửu giai đoạn 1. Cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh cùng đông đảo bà con tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Công trình tu bổ tôn tạo di tích chùa Tam Bửu được thực hiện theo công văn số 2091 ngày 3 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và công văn số 474 ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Công trình được chia làm 3 giai đoạn với dự kiến kinh phí thực hiện là 39,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, địa phương và đóng góp của mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Với sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban ngành đoàn thể tỉnh và huyện tri tôn, đến nay công trình tu bổ tôn tạo di tích chùa Tam Bửu giai đoạn 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động trong niềm hân hoan vui mừng của bà con tín đồ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư khẳng định, với tôn chỉ hành đạo, tu nhân, học Phật và đường hướng hành đạo, hành tứ ân, sống hiếu nghĩa vì đại đoàn kết dân tộc, trải qua 155 năm hình thành và phát triển, các chức sắc chức việc tín đồ Phật giáo tứ ân hiếu nghĩa đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc có nhiều đóng góp to lớn. Trong không khí trang nghiêm ngày hôm nay, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tôi xin tri ân những anh hùng liệt sĩ cũng đã có công đóng góp đất nước, tri ân sự đóng góp của các thân bằng Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đóng góp trong quá trình xây dựng đất nước trong suốt các thời gian vừa qua. Chùa Phi Lai Tam Bửu là một trong những cái quần thể di tích chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai và nhà mộ Ba Chúc đã được chính phủ công nhận là cụm di tích cấp quốc gia. Để công trình quần thể di tích cấp quốc gia chùa Tam Bửu Phi Lai, nhà mộ Ba Chúc nói chung và chùa Tam Bửu nói riêng tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị các sở ngành tỉnh và huyện tri tôn phối hợp hỗ trợ hướng dẫn Ban trị sự Trung ương Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thực hiện công tác trùng tu, xây dựng các hạng mục còn lại trong quần thể di tích theo kế hoạch đã được phê duyệt, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nghiên cứu xây dựng quần thể di tích chùa Tam Bửu Phi Lai, nhà mộ Ba Chúc là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách đến với An Giang, phát triển loại hình du lịch lịch sử cách mạng, du lịch tâm linh theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành di tích chùa Tam Bửu giai đoạn 1, một công trình có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con tín đồ và phục vụ tốt các hoạt động tôn giáo của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cũng như góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa địa phương và truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân An Giang.